Đây, mẹ tháo ra nha. Dạ. Qua đây, mẹ xích beo giùm cho. Cả ngày nay mẹ nhớ bé Thỏ của mẹ lắm đó. Hôm nay bé Thỏ có ngoan không? Dạ có. Linh. Anh Quyền, anh làm em hết hồn à. Nè Thỏ, con mới đi học về hả? Con nhớ chú Quyền không nè? Dạ có. Anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện muốn nói với em sao anh không tới tiệm, hoặc là gọi điện cho em cũng được mà. Em không muốn anh tới đây hay sao? Em về nhà em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nếu mà có công việc thì anh tới tiệm của em được rồi. Anh không có nói về công việc. Hồi sáng anh đến cơ quan công an, họ hỏi anh về em đó. Anh hỏi anh chuyện gì? Em hãy nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh nói là anh có chuyện muốn nói với em, sao bây giờ anh vô đây anh hỏi ngược lại em là sao? Linh à, anh đã cho lời khai giả đối với công an. Anh cần phải biết là mình đang làm đúng hay đang làm sai, rồi mình dính vào chuyện gì nữa. Anh đừng có nghiêm trọng quá, chỉ là một người bạn của em thôi mà. Em đừng coi anh như một thằng ngốc được không? Đã xảy ra án mạng, em là nghi phạm đó, em có biết không? Họ nói với anh vậy hả? Đâu cần họ phải nói ra, anh đã đọc được tin đó rồi. Qua cách họ hỏi chuyện anh thì anh biết em là mục tiêu của họ đó. Linh à, em nói cho anh biết đi. Anh sẽ đứng về phía của em, anh sẽ bảo vệ cho em mà. Em đã nói với anh rồi, chỉ là em đã lỡ giao qua cho người bạn của em, vô tình trùng hợp như vậy thôi. Anh đừng hỏi nữa. Thôi được rồi, nếu em đã nói như vậy thì anh phải đi nói với họ. Anh không muốn bị liên lụy rồi chịu trách nhiệm về chuyện mà mình không hề hay biết gì cả. Không, anh đừng làm như vậy. Vậy thì em hãy nói cho anh biết đi, lý do để anh đừng làm như vậy. Nếu như em không liên quan gì thì tại sao em phải giấu? Rồi tại sao em phải nói dối anh? Em bị người ta hại. Người đó là ai vậy? Người yêu cũ của em. Khi em lấy chồng thì anh ta rất hận em. Rồi sau đó anh ta bị đi tù. Rồi tới khi ra tù thì anh ta muốn hãm hại em. Em hãy kể cho anh nghe đi, tại sao anh ta lại hãm hại em? Anh thấy cái vụ này được nè. Tuyển 20 sinh viên dạy kèm từ lớp 6 tới lớp 9 nè. Thôi, dạy kèm phức tạp lắm, với lại lương cũng không có cao, em không làm đâu. Em hay quá. Anh nói em nghe, ráng giữ gìn sức khỏe của mình. Em á, sáng thì đi học, chiều thì đi làm siêu thị. Em có đủ sức không mà đòi làm thêm nữa? Mà giờ nợ 2 tháng tiền nhà rồi, em phải phụ má chứ. Anh. Cái gì? Tuyển nhân viên phục vụ nhà hàng hải sản, đòi hỏi tiếng Anh, ngoại hình, làm theo ca, lương tháng 3 triệu. Lương tháng 3 triệu? Làm theo ca mà lương cao vậy? Mà anh thấy cái vụ ngoại hình anh thấy nghi nghi nha, không có được à. Chứ bây giờ ở thời buổi này đi đâu người ta cũng đòi hỏi ngoại hình mà. Em sẽ chọn chỗ này. Thôi đi, anh thấy làm ở nhà hàng phức tạp lắm. Sao phức tạp? Nếu như mà em làm ở chỗ đó đó thì anh dám chắc chắn với em một điều,
người ta sẽ lợi dụng để mà đụng chạm em, rồi sờ mó em. Chưa kể là người ta thả dê sờ em nữa, biết chưa? Hả? Biết rồi. Hả? Anh à. Gì vậy? Chờ tới đám cưới đã. Điệp khúc cũ hoài à. Bọn không tin anh hả? Vấn đề không phải là lòng tin. Em chỉ muốn có một sự đảm bảo. Đảm bảo? Ý em là sao? Có nghĩa là sau khi anh có em rồi đó, thì anh sẽ không cưới em chứ gì? Làm sao biết trước được tương lai như thế nào? À, vậy là em nghĩ anh là con người đốn mặt như vậy đó hả? Không phải. Không, em chỉ muốn giữ lại con át chủ bài để sau này chắc chắn có một suất làm vợ của anh thôi. Lẽ ra anh phải hãnh diện vì điều đó chứ. Nịnh quá. Ê, thiệt tình khổ ghê vậy đó. Anh, em đi vô trong thay đồ. Anh chở em tới nộp đơn xin việc ở chỗ đó nha. Ủa, nói vậy là em vẫn quyết định làm ở chỗ này đó hả? Mệt ghê vậy đó. Thôi được rồi, chở em đi thì được rồi đó. Nhưng mà em có gì trả công cho anh không? Hả? Đó, trả công trước rồi. Được chưa? Thôi em vô thay đồ nha. Bốn đứa em đó là phải phục vụ ở khu vực phòng VIP này. Mà các phòng VIP á, thường là gia đình, hội họp, hoặc là tiệc riêng tư, hay là đối tác làm ăn. Mà nhà hàng này á, là có 6 phòng VIP như vậy. Ha. Cho nên á, bởi vì là phòng riêng, vì vậy cái cách phục vụ của các em á, phải chu đáo hơn. Tránh để trường hợp khách gọi mà không nghe, với lại phục vụ mà chậm chạp nữa. Nghe. Ở đây là làm việc có 3 ca. Một là ca 1 là từ 10 giờ cho đến 4 giờ chiều. Ca 2 là từ 3 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Còn ca 3 là từ 6 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Em làm ca nào? Dạ ca 2. Ca 2. Còn em? Dạ ca 3. Ca 3. Dạ em cũng ca 3 luôn. Còn em? Dạ ca 3. Ca 3. Tụi em á sẽ có 3 ngày được dạy cung cách phục vụ ở đây, rồi thử việc 1 tháng nữa. Rồi nhà hàng á sẽ nâng cấp cái nghiệp vụ phục vụ cho tụi em ha. Ha, còn bây giờ á là tụi em cứ lên văn phòng đi để lấy số đo, rồi để chỉnh sửa lại đồng phục cho tụi em. Ha. Đi, đi các em. Đi. Lâu quá vậy ta. Em ơi, xong chưa em? Xong rồi, đẹp không anh? Chào anh. Đẹp không anh? Bộ khen em một tiếng khó lắm hả? Thì nói chung là đẹp có đẹp, nhưng mà đi làm có nhất thiết phải ăn mặc quá đáng như vậy không? Đẹp thiệt không? Đẹp. Nói thiệt lòng phải không? Đẹp lung linh luôn á. Cảm ơn. Nhưng mà nói nghe nha, bận đồ này thấy nghi lắm, chắc chắn là mấy đại gia sẽ theo đuổi thôi. Trời, rồi lỡ em đi theo mấy ông đại gia đó rồi sao? Cái gì? Em còn dám ghẹo anh nữa đó hả? Để coi anh coi như vậy coi mấy thằng đại gia có nên đem đi được không? Ôi, đẹp, à, thôi mà. Ghẹo anh hả? Đem xuống đi. Dạ. Cái gì vậy? Anh. Chuyện gì vậy? Chuyện gì ban ngày ban mặt nắm tay nắm chân ở mắt vậy? Gì hả? Con chào gì? Wow, đi đâu mà bận đẹp dữ vậy?
đồng phục đi làm của con. Đứng đây làm gì nữa? Chờ tao đuổi hả? Dạ, con sợ dì quên cho nên con đứng đợi. Mà dì chưa đuổi cho nên xin phép con về. Chào dì. Anh về nha, tối anh qua anh đón. Hả? Ừ. Dạ thưa dì con về. Không tuyển mày. Thư gì? Được cái mã đẹp trai à? Trên răng dưới dép à? Vô tích sự. Mà nói mấy người đàn ông má quen á hả? Chọc má hoài à? Má già rồi, sao cũng được hết đó. Còn con nè, đứng lên cho má ngắm lại lần nữa coi. Ôi, tao nói chân diện lên cái ra dáng bà liền vậy đó. Rồi má tính nói gì tiếp theo đây? Thì má nói con ra dáng vợ của đại gia. Má cứ làm như là đại gia ở nhàn nhãn ngoài đường, con cần chỉ cần đi ra ngoài đường búng tay cái là có vậy đó. Bữa nay đi massage cho bà Diễm, bà cho chai dầu thơm nè, nước hoa ngoại quốc, hàng hiệu đó con, thơm lắm đó. Thơm quá. Chứ sao, hàng xịn mà, hàng hiệu đó. Cái này con xịt vô áo hen, đem đi giặt đi, 3-4 ngày sau vẫn còn thơm đó. Con trai bà Việt Kiều đó con, con trai bà Việt Kiều, đem về đổ ra đống mỹ phẩm này nè, ai thích gì bà cho đó, đã không? Bà mới tính gả con cho nó hả? Chính xác, con thông minh giống má hồi nhỏ. Vậy hen, má nói nè, thí dụ ngày mai hen, con giả bộ con chở má đi làm đi hen, trong lúc má massage cho bà, con ở dưới này con giả bộ làm quen nói chuyện với nó hen. Sao má cứ thấy người nào giàu có là má tính gả con cho người ta? Bộ con là món hàng cho má bán hả? Bán cũng bán giá cao, còn hơn để con cho không cái thằng quỷ sứ đó. Con biết là má lo cho con, nhưng mà có bao giờ má nghĩ mình cứ đi la liếm người ta hoài tới lúc người ta coi thường mình rồi làm sao? Ai coi thường kệ người ta con, miễn sao má con mình đổi đời là được rồi. Thôi con không nói chuyện với má nữa, con lấy chai dầu thơm nha. Lấy đi. Con đó, má nói hoài mà con chịu nghe má đâu. Nó cho con uống bùa mê thuốc lú hay sao vậy? Hả? Mà sao con đeo nó hoài vậy? Thời buổi nay á, nếu muốn có túp liều tranh thì cũng phải có trái tim bằng vàng ròng đó con biết không? Bất kể là ông Phỉ trả giá nào, bên cậu tôi đây sẽ trả cao hơn 5%. Món hời đó, anh nên suy nghĩ cho kỹ. Đợi tới khi lên sàn rồi, sẽ có nhiều biến động. Không có dễ chuyển nhượng như bây giờ đâu. Nhưng nhiều người đề nghị mua quá. Cháu phải suy nghĩ kỹ hơn một chút. Xin chào quý khách. Mời quý khách gọi món. Cháu gọi món đi. Cháu không có hứng thú, cháu gọi đi. Cảm ơn. Yeah, đào mới tuyển của quán hả? Em tên gì? Dạ Linh. Linh tên dễ thương mà người cũng dễ thương nữa. Qua đây ngồi với anh đi cưng. Xin lỗi, tôi chỉ phục vụ bàn thôi. Phục vụ bàn cũng là phục vụ anh mà. Buông ra. Buông sao được, nóng bỏng như vậy sao anh buông? Bây giờ hết nóng rồi chứ. Con quỷ này mày. Anh sai rồi. Anh ngồi xuống trước đi đã. Đây đi, ngồi xuống đi. Thôi. Cút ra. Thôi mà. Anh sai rồi, ngồi xuống đi. Được rồi, sai rồi, sai rồi. Ngồi xuống đi, bình tĩnh. Ngồi xuống.
em phục vụ cái kiểu gì mà em đổ rượu lên đầu khách vậy hả? Hả? Tại ông sàm sỡ em. Sàm sỡ? Sàm sỡ thì em tìm cách để em thối thác. Cái chuyện người ta sai xỉn thì người ta đụng mình là cái chuyện bình thường mà. Nhưng mà em được trả tiền để vô đây làm ở nhà hàng chứ không phải để chịu đựng những chuyện đó. Được, em muốn nghỉ việc hả? Thì em cứ lên văn phòng để nhận tiền lương một tuần mà em làm đi. Rồi em gửi trả lại cho tôi bộ đồ đây. Em được nghỉ việc rồi đó. Khoan nè. Dạ. Cô giúp gì được con bé đó thì giúp giùm cậu. Sao lại giúp cậu? Cậu rất muốn tạt nước lên cái đầu dịch của thằng đó mà không thể. Cô bé đó đã làm được, coi như giúp vô cho cậu, xứng đáng được thưởng mà. Dạ con biết phải làm gì rồi. Ừ. Dạ. Có chuyện gì mà anh kêu tụi em tới gấp vậy? Tụi bay đứng đây chờ con quỷ cái đó ra đây. Dằn mặt nó một trận cho tao. Đứa nào vậy? Nó làm gì anh? Nó dám đổ rượu lên đầu tao trước mặt thằng quản đó. Tao sẽ chỉ mặt, rồi tụi bay đi theo. Xa xa một chút hãy ra tay. Anh muốn xử sao? Dàn dựng như một vụ cướp, cho tụi bay xử nó tùy thích. Dám giỡn mặt với tao hả? Anh Liên Chí, để con đó, tụi này lo cho. Đừng để dính líu tới tao. Ok. Dạ. Ủa em, sao lâu quá vậy? Sao mặt mày em bơ phờ quá vậy? Mà mệt lắm hả? Em bị đuổi việc rồi. Cái gì? Sao vậy? Lên xe đi, lát em kể. Anh sao rồi? Anh không sao. Cái này chỉ bị ngoài da thôi à. Cảm ơn anh nha. Đau mặt đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nha. Cũng thiệt là may mắn hôm nay tụi tôi gặp được anh. Cô nghĩ mọi việc là do may mắn sao? Không lẽ... Con quỷ này mày. Thôi anh sai rồi. Anh sai rồi, anh sai rồi. Buông tôi ra. Thôi anh sai rồi. Nè. Thôi thôi mà. Con bình tĩnh đây đi. Thôi. Là người đi chung với hai ông ở trong nhà hàng hả? Đừng lo. Đi chung chưa chắc đã là bạn. Chúng tôi chỉ giúp hai người thôi, không có ý gì. Địa chỉ của hai người ở đâu?
chúng tôi đưa về giùm. Anh đau lắm hả? Khoan đã. Đây là địa chỉ công ty chúng tôi. Sáng mai cô hãy ghé qua. Chuyện tối hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Tôi không hiểu. Chỉ có một yêu cầu duy nhất. Chuyện tối hôm nay, cô và anh ấy đừng báo công an. Mọi thiệt hại chúng tôi sẽ đền bù sao? Cảm ơn anh. Anh ta là ai vậy em? Em đâu biết. Em có bị gì không? Dạ không. Chân em bị đau hả? Không sao đâu. Để anh cõng em lên nhà nha. Thôi em tự đi được rồi. Anh lo cho anh từ từ kìa. Từ thôi. Từ từ thôi. Chậm chậm thôi em. Lên đi rồi em kể cho nghe. Được rồi mà. Anh hai, em đã nói là em không bị gì hết. Làm như bị chấn thương sọ não vậy. Bẻ bẻ một hồi gãy nè. Cổ bây giờ. Làm ơn vô trong nghỉ đi. Để chị sức dầu cho nghe. Thôi, nó bị dưỡng dầu mà. Thôi để tôi đi luộc cái hột gà, lăn cho tao má bầm. Nhìn tướng tụi mày, vậy mà cũng có đứa theo cướp sao? Em nghĩ không phải là cướp đâu. Nhiều khi là giàn cảnh đó. Giàn cảnh để làm cái gì? Thôi, tụi bay làm gì mà úp úp mở mở vậy? Bị rượt đánh, bị cướp xe mà nói không có gì. Mày biểu sao tao không lo chứ? Thì cũng may là mấy tháng nay em đi làm bảo vệ, học được vài thế võ cho nên không sao. Chứ không bây giờ thành cái mền rách rồi. Bây giờ mày khác gì cái mền? Linh. Hay là hai đứa đi gây chuyện với ai? Hả? Đâu có đâu anh. Tao chỉ có một mình mày là em tao thôi. Bây giờ có chuyện mày giấu luôn cả tao hả? Chuyện này nó dài lắm. Nó dài giống như là xa lộ Hà Nội vậy đó. Vậy hai đứa quyết định không báo công an hả? Không. Vậy còn chiếc xe thì sao? Có mỗi chiếc xe đi tới đi lui à? Ngày mai em lo chuyện đó. Mai kể cho nghe. Thôi về vô trong nghỉ ngơi đi. Ông ở đây ông nói một hồi tôi nhức đầu quá. Bực bội quá đi. Nè Linh. Dạ. Còn nóng đó, lăn cho nó tao mở bầm đi. Cảm ơn chị hai. Ráng đi. Được rồi, được rồi. Anh không sao đâu. Ủa? Hả? Mà em có lên công ty đó không? Thì mà em cứ lên coi thử sao. Xem coi họ nói cái gì. Biết đâu họ đền cho mình cái xe giống như họ nói thì sao? Thật sự không biết cái ông đó là ai, mấy cái người kia là ai, muốn cái gì nữa. Em đâu có biết gì hơn anh đâu. Mà nhiều khi là người nhà của cái thằng nham nhở đó. Họ không muốn mình làm lớn chuyện cho nên. Anh cũng hy vọng là hai đứa mình đừng có dướng vô mấy cái chuyện rắc rối. Mà anh đưa em đi nha. Đúng chỗ này không em? Đúng địa chỉ ghi ở trên card visit mà.
Anh, lần đầu tiên em được vô công ty lớn như vậy đó. Vậy là ước mơ của em sắp thành sự thật rồi. Thôi, bây giờ mình vô trong thôi. Dạ, chào anh chị. Chúng tôi muốn gặp anh Khoa, trợ lý giám đốc. Dạ, anh Khoa đã có dặn trước mà anh chị đến lối này à. Dạ mời. Hai bạn thống kê thiệt hại chưa? Mất một chiếc xe máy. Nhưng mà tại sao anh lại mua giúp chúng tôi? Không quan trọng. Các bạn sẽ nhận được bồi thường thiệt hại. Quan trọng chứ. Tại vì chúng tôi không thể nào nhận tiền nếu như không biết lý do. Cứ nói ra đi Khoa. Cậu... Cô nhận ra tôi chứ? Dĩ nhiên, thưa ông. Công ty này do tôi và một người bạn sáng lập ra. Cách đây 2 tháng thì người bạn của tôi đã mất. Số cổ phần đó thuộc về con trai của ảnh, là người mà hôm qua đi cùng với tôi đó. Chúng tôi đang bàn chuyện mua lại số cổ phần đó, cho đến lúc cô tạt nước vào mặt nó. Tôi không nghĩ đó là lỗi của tôi. Nó là một thằng ngang ngược côn đồ, và cô đã chọc giận nó. Vì chuyện tối qua không đơn thuần là một vụ cướp. Cô nắm bắt vấn đề nhanh đó. Vì chuyện hôm qua anh xuất hiện ở đó cũng không phải là ngẫu nhiên. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Tôi nghe thấy đó kêu người dàn cảnh để dạy cô một bài học. Nhưng mà tại sao lại cứu chúng tôi? Tôi không cứu hai người, chúng tôi chỉ muốn thỏa thuận. Và cũng không tự nhiên mà ông lại nói với tôi chuyện mua bán cổ phần của công ty ông. Mọi chuyện đều có liên quan hết đúng không? Không sai. Thằng nhóc đó luôn muốn chống đối với tôi. Chắc chắn là nó sẽ bán số cổ phần đó cho đối thủ của chúng tôi. Và ông đã nắm thóp được nó trong việc dàn cảnh cướp xe để hại tôi. Nếu mà để công an đứng ngoài cuộc thì ông có thể ép nó trong vụ mua bán này. Tôi lại thích dùng từ đồng bẩy hơn. Cô luôn thông minh như vậy à? 24/7, trừ lúc ngủ. Vậy là chúng ta đã hiểu nhau rồi đó. Hồi nãy anh nói là muốn thỏa thuận với chúng tôi, như thế nào? Bên tôi sẽ trả mọi chi phí thiệt hại cho cô. Có 2 điều. 1, không báo công an. 2, đừng để hắn mua chuộc ngược lại cô. Nhưng tôi thấy các ông làm ăn lớn như vậy, cái chuyện nhỏ nhặt như thế này tôi không nghĩ là giải quyết được vấn đề. Đúng là vấn đề này nhỏ nhặt, nhưng sẽ đơn giản và hiệu quả. Cơ hội trước mắt thì cứ nắm bắt đi. Nếu không, chúng tôi sẽ có cách khác, cô không cần phải để tâm. Nhưng mà liệu nó có để yên cho tôi không sau khi biết rằng các ông sử dụng cách này? Cô có thể yên tâm, tôi sẽ nói rõ để cho nó bỏ qua chuyện cũ. Từ giờ về sau sẽ không phá cô nữa. Nếu vậy thì cảm ơn ông. Cô có thể cảm ơn tôi nhiều hơn nữa. Chúng tôi muốn đền bù chuyện cô đã bị mất việc. Cô muốn vào đây làm việc không? Cậu,
cô thấy sao? Tôi vẫn đang là sinh viên thôi. Không quan trọng, chủ yếu là cô muốn hay không thôi. Cứ y như là giấc mơ vậy đó. Trời ơi, em coi nè, đã đền tiền cho mình mà còn nhiều hơn phân nửa số tiền mua xe trả cho anh Phát nữa đó. Lại còn được đi làm ở đây nữa chứ. Ủa, nói vậy là em tính làm ở đây đó hả? Đương nhiên, cơ hội ngàn năm có một mà. Nhưng mà anh thấy là trong cái chuyện này nó làm sao sao á. Tự nhiên người ta tốt với mình, còn đưa tiền cho mình nữa. Thôi, bây giờ mình chỉ lấy tiền thôi, chứ anh có linh cảm gì đó không hay? Họ là những người có tiền, còn mình không có cái gì hết. Anh nghĩ đi, mình có cái gì để cho người ta lợi dụng? Nhưng mà em chỉ là một sinh viên, không có chuyên môn gì hết. Sao tự nhiên một cái công ty lớn như vậy lại tuyển em vô làm như vậy? Ông già đó ông khen em thông minh. Em nghĩ đó là lý do để ông chọn em. Em nghĩ sao em tin lời cái ông già đó vậy? Những lời ông nói toàn là xạo sự không á. Hả? Vậy còn ý của anh nghĩa là em không thông minh hả? Không phải. Ý của anh ý của anh như vậy rồi còn gì nữa? Thì rất khó đối phó. Nhưng nếu đẹp, thông minh, lại có tham vọng thì sẽ dễ dàng thao túng hơn nhiều đó cậu. Và tiền bạc luôn là cách giải quyết vấn đề hiệu quả và nhanh gọn nhất, đúng không? Dạ, con sẽ lo chuyện này cho cậu. Cũng có đáng gì đâu, con cứ cho nó làm mấy việc lặt vặt là được rồi. Dạ con biết rồi. Ba, anh hai. Dạ, con thưa ba. Thưa anh hai. Nhớ ba quá. Quên, bà xã ngồi bà xã. Dạ. Bà xã ngồi bà xã. Sao, lại đi mua sắm nữa đó hả? Sao con cứ thấy thiếu tùm lum hết trơn á. Đám cưới xong rồi, phải cất một cái nhà, làm một cái kho mới đựng hết đồ của con đó. Cậu cũng tính vậy á. Ê, bà xã, đồ kìa. Ba, con suy nghĩ vậy nè ba. Hay là tụi con đi trăng mật xong á, cái ba cho anh Tân vô công ty học việc nha. Nha, ba, được không? Ba, đi mà, nha ba. Cứ cho nó theo thằng Khoa, coi học được cái gì thì học. Thương ba quá. Anh hai, em gửi chồng em cho anh đó nha. Nghe giống như là anh phải canh giữ chồng cho em vậy. Bà xã ngồi. Em nên dặn nó đi theo sát anh. Dạ. Mày nè, anh đó nha, chỉ dạy kinh doanh thôi nha, còn mày đi chơi bài không có được cho chồng em theo đó. Khanh, ra ngoài anh nói chuyện này với em một chút. Dạ. Đẹp chưa ba? Tấm này cũng được đó. Còn tấm này đẹp nè ba. Có chuyện này anh muốn hỏi em, em phải nói thiệt cho anh biết. Trước giờ em mà nói dối thì qua mặt được anh sao? Em biết rõ thân thế của chồng em chứ? Anh dĩ nhiên. Vậy thì em có biết chồng em nó xuất thân từ đâu không? Nó xuất thân từ một gia đình tội phạm, đâm thuê chém mướn, vào tù ra khám, đủ hết. Ngay cả hai người anh của nó cũng là... Anh hai, anh đừng nói với ba em chuyện đó nha. Em đã biết chuyện đó sao? Thì em biết, nhưng mà chỉ là anh em của ảnh thôi, chứ ảnh... Thanh, em biết mà em chấp nhận được sao Thanh? Anh không hiểu luôn. Anh hai, anh cũng thấy rồi đó, cái kiểu của ảnh mà làm giang hồ cái gì, nhát còn hơn thỏ đế nữa đó. Anh tin em đi nha, ảnh không có gan làm gì đâu, với lại em quản được ảnh mà. Nha anh hai. Em hy vọng gì ở một người chồng như vậy chứ Thanh? Anh nói đúng không? Em cũng không biết nữa. Chắc là do duyên nợ đó. Chỉ là khi ở bên cạnh ảnh,
em cảm thấy vui. Thanh, em suy nghĩ kỹ chưa? Còn một tuần nữa là cưới rồi, suy nghĩ gì nữa chứ? Anh hai, anh đừng có nói cho ba em biết nha. Nha anh hai. Vì cậu nghi ngờ cho nên kêu anh điều tra thân thế của thằng Tân. Chết, vậy ba em cũng... Nếu cậu biết, em nghĩ cậu để yên cho em sao? Bởi vậy anh mới kêu ra đây nói chuyện riêng nè. Vậy mới đúng là anh hai của em chứ. Người đàn ông giữ bí mật trong gia đình này. Cảm ơn anh hai nha. Em vô với cậu đi, anh lo câu chuyện một chút. Dạ. Đây, cô sắp xếp toàn bộ giấy tờ ở đây. Ở đây, theo từng năm. Rồi ghi chú lại vào bản thống kê cho tôi. Dạ, mà tôi thấy hồ sơ ở đây nhiều quá. Có cần phải làm gấp lắm không anh? Không cần đâu. Cứ tùy theo thời gian của cô mà làm. Chừng nào mà bên kiểm toán cần á thì cô cung cấp cho họ. Phải lục soạn nhiều lắm nha. Tôi hiểu rồi. Hả? Việc học của cô sao rồi? Tôi đang nghỉ hè, có thể làm được nguyên ngày luôn. Ừ, vậy tốt rồi. Dạ. Có gì cứ hỏi trực tiếp tôi nha. Dạ. Anh Khoa. Hả? Cảm ơn anh và giám đốc. Không có gì. Là cô à? Dạ, chào giám đốc. Ngày đầu tiên đi làm, không cần phải chứng tỏ gì đâu. Thôi được rồi, cô thư giãn một chút đi. Sao, công việc mới có khúc mắc gì không? Không. Chỉ là công việc còn mới, tôi chưa có quen. Với lại giấy tờ nhiều quá, cho nên tôi hơi bị rối. Vậy à? Dạ. Tại vì thằng Khoa nó rất kỹ, cho nên là...
nó lưu trữ rất nhiều năm. Công ty của mình làm việc khuya vậy? Tôi thấy nhiều văn phòng vẫn còn chưa về. Đang chuẩn bị lên sàn, cho nên là công việc rất nhiều. Các bộ phận đều phải làm đêm. Cả giám đốc như tôi á cũng phải túc trực ở đây nè. Bây giờ thì tôi trải nghiệm được cảm giác làm đêm rồi. Rất là vui. Sao lại vui? Làm đêm mà vui như vậy à? Tại vì tôi nghĩ buổi sáng khi mình nhìn lại thành quả làm việc của nguyên đêm thì cảm giác rất là thú vị. Tôi thích nhìn những văn phòng đêm vẫn luôn sáng đèn. À, vậy à? Tôi cũng rất thích nhìn ánh đèn. Cô biết không? Người ta nói là kẻ thích nhìn những ánh đèn á, thì những người đó thích sống trong mộng ảo. Ông thấy có đúng không? Đúng. Rất đúng. Nhưng thiếu. Có thể nói rằng họ sẽ biến những mộng ảo đó thành hiện thực. Cô thấy đúng không? Tôi hy vọng là mình có thể làm được như vậy. Nhưng mà thực tế thì có nhiều khó khăn hơn. Đừng nản chí, rồi cô sẽ thành công thôi. Muốn biết bí quyết không? Cố gắng giữ ngọn đèn trong bản thân cô, đừng bao giờ để nó tắt. Đó là bí quyết. Cô nhớ chưa? Chào giám đốc. Chào anh. Dạ, đã xong hết rồi. Đây là hồ sơ giản lược, còn bên IT cũng đã cập nhật vào ổ cứng. Vậy à, cô làm tốt lắm. Chỉ mới có 2 tháng mà xong bao nhiêu đại việc, đáng thưởng lắm. Nhưng mà hiện giờ tôi đã làm xong việc rồi, tôi cũng không biết mình làm cái gì tiếp theo bây giờ. Khoa. Dạ. Hay là để Thùy Linh làm thư ký cho cậu đi. Cũng được. Tôi sẽ nói với chị Loan thư ký, hướng dẫn cho cô. Dù sao 2 tháng qua cô cũng đã thể hiện rất tốt công việc của mình. Cảm ơn giám đốc. Cảm ơn anh. Không có gì. Linh. Anh. Nay xuyên học dữ ta. Tất nhiên rồi. Ủa, mà chừng nào em thi học kỳ? Cuối tuần em thi rồi. Điều 34 Bộ luật hình sự. Anh. Hả? Anh nghĩ coi, nếu như một người phạm tội giết người thì có thể bị tù từ 12 năm cho đến chung thân hoặc là tử hình.
Nhưng nếu người đó dàn dựng ra một vụ cướp vào đúng thời điểm xảy ra chuyện giết người, thì người đó chỉ bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm. Như vậy là thoát tội giết người rồi. Ủa? Vậy thì tại sao không kiếm một cái gì làm cho nhẹ tội hơn? Đi tù chừng vài tháng thôi, mắc mớ gì đi cướp làm gì? Nhưng mà cái vấn đề là anh cần phải có người làm chứng cho việc là anh đi ăn cướp chứ không phải là anh giết người. Mà vụ cướp thì rõ ràng là đáng tin hơn. Thì cùng lắm là mình chỉ cần chọn cái mức thấp nhất, ví dụ như là ăn cướp tài sản dưới 50 triệu đồng chẳng hạn. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Em nói anh nhức đầu quá. Ủa? Mà em học luật kinh tế mà. Em nghĩ vậy thôi, chia sẻ với anh vậy thôi. Cái gì đẹp quá vậy? Son hả? Ừ. Ai tặng em vậy? Ông quản tặng em, tại hôm bữa em đi công tác với ổng cho nên ổng tặng. Ông quản hả? Theo anh thì một người đàn ông khi tặng quà cho phụ nữ hả, nhất định là có ý đồ. Anh nghĩ là em không nên nhận. Bỏ thì uổng. Với lại có bao giờ anh tặng cho em món quà nào đắt tiền như thế này chưa mà anh kêu em đừng có nhận của người ta? Em nói vậy là sao? Nếu như em quý quá thì giữ đi. Tự ái nữa. Son mới hả? Cho má coi coi. Wow, đẹp ha. Thôi cái này con cho má luôn á. Cho má. Cái này không hợp với con, màu nó già quá. Cảm ơn con nha. Ủa, ý con nói má già? Chà, đi làm chỗ mới cô bộ có tiền hen. 2 tháng tiền nhà bao má nha. Mua sắm đồ đạc mới nha. Ở đây không chỉ có tiền đâu, mà con còn có cả tương lai nữa. Con sẽ giữ cái chỗ làm này hoài. Nè, có quen với ai mới không? Đương nhiên, công ty con lớn, đồng nghiệp con rất là nhiều. Không phải là đồng nghiệp, quen bồ á. Con quen anh Triệu rồi mà. Cũng lại là cái thằng Triệu. Tưởng đâu đi làm chỗ sang trọng, quen người nào có tương lai hơn nó. Cứ dính cái thằng quỷ đó hoài. Nhưng mà con thương ảnh. Thương gì? Con, cơ hội đó con. Bỏ quách cái thằng Triệu đó đi. Kiếm cái thằng nào á có tương lai, có xe, có nhà, có tiền. Chứ dính cái thằng Triệu hoài hả? Qua đi cái tuổi trẻ đó thì kể như là hả, hối hận cả đời á. Nè, người ta nói hả, măng mọc có lúc, con gái có thì. Nghe lời má, bỏ quách nó đi. Con nghĩ đâu có cần phải đi kiếm ai nữa. Ông giám đốc ở công ty của con thích con đó. Má muốn có rể làm giám đốc không? Thiệt hả? Sao ông thích? Tên gì? Cái tên không có quan trọng, tuổi tác mới là vấn đề. Sao? Sao? Tuổi tác làm sao? Má nhỏ hơn ổng có 10 tuổi à. Cảm ơn chị. Trưa nay mọi người mời em đi ăn trưa đó. Chào giám đốc. Chào giám đốc. Hôm nay sinh nhật của Thùy Linh à? Dạ. Chúc mừng nha. Để cầm giúp cho. Thôi, được rồi ạ. Dạ. Chúc mừng. Cảm ơn anh. Chúc mừng. Chào. Cảm ơn chị. Anh đẹp không em? Hoa đẹp quá à. Anh hai, bây giờ cái chuyện tiệc tùng của con nhỏ thư ký đó, bây giờ là anh hai cứ để cho em lo cho. Có hứng thú lo mấy chuyện này à? Mấy cái vụ này á, hồi lúc mà em còn làm ở tổ chức sự kiện, em làm hoài à. Cái chuyện này, chuyện nhỏ, nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó, để em. Chiều nay hình như là anh có hẹn đi chơi xì tố đúng không? Thì cái chuyện đó để cho em lo cho. Cũng được. Ý cậu quản thế nào thì em biết rồi đó. Chi phí báo lại cho anh. Dạ. Anh dặn kỹ nè.
Mấy chuyện này không được báo cho Thanh biết nghe chưa? Trời ơi, anh hai yên tâm đi. Em thề với anh hai nè, em mà có hé răng hả, cho bò đá em đi, cho máy bay đụng em chết liền đi, em sẽ im mà im phăng phát luôn. Còn cái chuyện tặng quà hả, em kinh nghiệm thì đầy mình, nếu mà không có kinh nghiệm làm sao có được em Thanh. Có vẻ như là em tìm được cái công việc thích hợp cho công ty này rồi. Được, từ giờ mấy chuyện chơi bời của cậu anh để cho em lo. Cái chuyện nào không được, nhưng mà riêng cái chuyện chơi bời anh tìm đúng người rồi. Chúng ta cùng uống mừng nha. Mọi thứ bất ngờ quá. Tôi không nghĩ là mình lại được ưu ái nhiều đến như vậy. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn giám đốc. Tôi cũng vậy. Trời ơi, con mẹ Lan bán hủ tiếu này một tháng nghỉ hết 20 ngày rồi, buôn bán gì mà sĩ quan thấy ghê luôn vậy. Bán gì được bán, bị bà Sắm đánh ghen hoài sao bán. Gì đánh ghen? Cái vụ đó lâu lắm rồi mà, chưa êm nữa hả? Êm gì? Bà nội đó bà cũng giữ lông trời lỡ đất á. Trời đất ơi, ghen tu. Ừ? Ê, ai vậy ta? Mày mà đi xe xịn dữ hả? Ừ, không biết là ai nữa. Hình như là con Linh thì phải à. Ai như Linh con gái bà kìa. Linh đúng rồi. Xuống đi em. Dạ. Cảm ơn nhé. Linh, Linh, bà về hả con? Tôi là má con Linh. Bạn Linh phải không? Đi, đi lên trả uống nước. Đi đi. Thôi được má, rồi. Má. Ngày mai em đi làm trễ một chút cũng được ha. Lên, 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 lên nhà uống nước con. Má. Dạ xin cảm ơn. Tôi là giám đốc của Linh. Cũng khuya rồi, xin hẹn gặp lại. Dạ. Xin chào. Anh về nha. Dạ. Ngủ ngon. Bye bye. Má. Bye bye. Má. Má làm gì vậy? Má chào hỏi chút xíu không được hả con? Thiệt tình. Có gì đâu. Đang ngủ. Mượn coi chút xíu coi. Này mắc tiền lắm á. Trời ơi, người ta đi rồi. Thôi mình đi lên đi. Mong này mắc tiền đi lắm á. Hỏi bà chuyện này. Bà coi cô đẹp không? Linh đi đâu mới về vậy? Ai biết. Để tôi lên tôi hỏi nó coi. Nó đi với ai? Thì kể nó đi. Thằng Trường mà biết á là chết luôn á. Có bia rồi đây. Ê, bia về rồi. Dạ cảm ơn chị hai. Để chị ra sao lấy đá. Thằng kia nó ăn trái rồi kìa mày. Ồ. Đá gì vậy trời? Chị thấy con Linh nó về rồi đó. Ủa vậy hả? Vậy thì em phải nhanh lên mới được. Có người đưa nó về đó. Ủa ai vậy? Một ông nhà giàu, đi xe hơi nữa. Bà thấy hay là nghe nói? Chính mắt tôi thấy rõ ràng. Kiều. Dạ. Bộ hai đứa bay giận nhau hả? Bậy bạ, giận đâu mà giận. Chắc là đi công việc về, cho nên sẵn tiện trở về thôi mà. Suy nghĩ lung tung quá. Ủa mà chị hai, cái bánh kem chị hai để đâu vậy? Ở bàn ăn sao á. Dạ. Shh.
Tôi nghi con Linh đá nó rồi. Tình yêu tình đương lăng nhăng lít nhít mệt quá. Anh tác phẩm của anh đó hả? Ừ, sao đẹp không? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Em thổi lẹ đi, không tắt bây giờ. Trời, thổi lẹ dữ vậy, ướt chưa? Thì anh nói mà. Ngồi xuống đi, giờ ăn bánh kem ha. À mà khoan, hồi nãy em ướt cái gì vậy? Em ướt sao cho cái bánh này bự ra giống như bánh kem thật. Hứa luôn, năm sau có, chắc chắn có. Anh. Hả? Cái bánh này bây giờ mà mình bẻ ra chắc cũng be bét hết. Em ăn hết được không? Đâu có được. Em ăn một miếng, anh ăn một miếng cho nó tình. Trời đất. Cái này người ta gọi là hôn mua xa nè. Ngon quá trời luôn. Ăn chỗ này nè. Trời, ham ăn quá dính tùm lum hết à. Quà em đâu? Cái bánh kem nè. Mua hết 20 ngàn đó nha. Vậy là từ nãy tới giờ anh ăn quà của em. Đồ lợi dụng. Chưa gì hết mà chửi anh lợi dụng rồi. Muốn quà đúng không? Chờ anh chút. Đây, anh có mua tặng cho em một chiếc vòng. Trên đây có chữ T và chữ L. Em muốn gọi là Thùy Linh cũng được, hay gọi là Triệu Linh cũng được, tiện đôi bên. Đây, để anh đeo cho em nha.
Đứng lại đã. Đứng lại đã, nghe em nói không? Cái gì nữa vậy? Ngày hôm nay em sẽ gặp lão già đó, em trả lại cái vòng, rồi sau đó em xin nghỉ việc luôn. Thì sao? Em chỉ muốn báo cho anh biết vậy thôi. Ừ, làm đi rồi hãy nói. Nè con, đi làm chưa? Má thấy cái vòng con đâu không? À, cái vòng hả? Đây nè. Má lấy làm gì vậy? Trời đất ơi, má lấy má đeo thử chút chứ làm gì ghê dữ vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con cũng không nghĩ là con thích cái vòng này như vậy. Hồi nãy con đi vô con tìm hoài không thấy, con mới biết là mình tiếc nó như thế nào. Không thích mới sợ á. Đồ xịn đó con, má đem đi thử rồi đó. Bà chủ tiệm vàng bà nói cái này tệ lắm cũng phải 30 triệu á. Má đem cái vòng này ra tiệm vàng thử. Ờ phải thử chứ, thiệt hay giả chứ. Trời đất ơi, giờ thiệt giả ai biết được. Con biết không, nó mà tặng con cái món quà nặng tay cỡ này á thì nó là đại gia thiệt á. Yên tâm, cái này không phải của má, sao tự nhiên má cầm đi. Trời đất ơi, mày làm gì ghê vậy mày? Bữa nay đụng vô đồ mày chút xíu không được hả? Rồi lỡ như má cầm đi, má đi ra ngoài rớt hoặc là người ta giật mất rồi làm sao? Má có tiền má mua lại cho con không? Trời đất ơi, mất chưa? Mất chưa mà mày nói với tao như vậy? Hả? Nè, má nói cho con nghe nha. Má nuôi con nha, từ nhỏ tới lớn á. Tính cái tiền má nuôi con từ nhỏ tới lớn á là cái vòng này nè, có bằng được không? Mà con nói với má như má, vậy con không có so sánh cái gì hết. Nhưng mà cái vòng này cũng không phải của con nữa. Lỡ má đem ra ngoài rồi là mất rồi làm sao? Mất chưa? Đồ mất dạy. Tao nuôi mày tao khổ cực quá mà. Cái vòng này nó đáng bao nhiêu? Nó có bằng công sức của tao không? Tiền của tao nuôi mày hay không? Má nghe con nói đã. Không nói gì hết trơn á. Tao nuôi mày biết bao nhiêu tiền của hả? Từ nhỏ tới lớn. Mày tính lại đi. Tiền của tao nuôi mày, mày tính cái vòng này bao nhiêu tiền? Có bằng cái công lao của tao nuôi mày hay không? Hả? Mà bây giờ mày coi thường tao như vậy là sao hả? Má nói cái gì mà cũng lôi tiền ra má nói không vậy? Không có tiền sao sống? Không có tiền làm sao mà sống? Hả? Nè, bây giờ giấy viết nè. Giờ má ghi ra đi. Công của má nuôi tôi từ nhỏ tới lớn tới giờ bao nhiêu má ghi ra hết đi, tôi trả lại cho má. Đồ mất dạy! Mày nói cho tao như vậy phải không? Bây giờ công lao của tao bao nhiêu? Mày nói bao nhiêu mày trả cho tao bấy nhiêu phải không? Bây giờ má, đồ mất dạy! Bây giờ má làm gì? Bây giờ má ghi ra đi cũng trả. Trời đánh mày chết! Trời đánh mày chết mày có biết không hả? Đồ mất dạy! Có gì mà nhìn? Trời ơi là trời ơi, tao con kia mày, giờ tao không có khổ như vậy đâu. Tôi đã từ nhỏ tới lớn mà nó trả trẻ với tôi như vậy thì trời ơi. Theo cái bản điều khoản mà ngày hôm qua Khoa đưa cho em nhé. Có chuyện gì vậy? Tôi muốn xin nghỉ việc. À.
về trễ vậy? Má em bị tai nạn. Thôi sao rồi bác sĩ? Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng phải theo dõi qua đêm nay. Tuy nhiên do bị dở trật cột sống và bị phù nề tủy, có thể là vận động của hai chi dưới bị ảnh hưởng. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Có nghĩa là má tôi sẽ bị liệt. Hiện tại chúng tôi chưa có thể kết luận được, phải theo dõi thêm vài ngày nữa. Nếu có tin gì mới chúng tôi sẽ báo cô sau. Chào cô. Cảm ơn bác sĩ. Sao rồi em? Phải qua đêm nay mới biết được. Được rồi. Hồi chiều nghe chị Hai nói là không có tìm được người gây ra tai nạn. Tới lúc mà đám thợ hồ nghỉ mới thấy dì Giang nằm bên đường. Nhìn em kìa, em mệt mỏi lắm rồi phải không? Thôi bây giờ em về nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ở đây cứ để anh lo. Không ấy thì anh chạy xuống dưới kiếm mua cái gì cho em ăn đỡ nha. Em không đói. À, hồi chiều anh mới lãnh lương, với lại mượn chị Hai thêm cũng được 5 triệu á. Em giữ đi, lo đóng tiền viện phí, với lại á, nếu cần thiết cái gì thì mua nha. Như đây không đủ đâu, anh cứ giữ lấy đi. Chính vì không đủ cho nên em mới phải cầm. Rồi anh sẽ kiếm cách anh xoay sau nha. Hồi chiều khi mà cấp cứu, dì Sáu đã cho mượn 3 triệu tạm ứng để đóng tiền bệnh viện rồi. Phải chỉ có bảo hiểm y tế thì tốt biết mấy. Cứ giữ đi. Yên tâm đừng có lo nghĩ gì nữa hết, anh kiếm cách anh lo cho. Thank you.
bác sĩ ơi, tôi gian lại bác chị sĩ à. Bác sĩ cứu tôi, bác sĩ ơi. Xin chị bình tĩnh lại đi, chị cứ bình tĩnh đi. Kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa gì, tôi đàn ơn bác sĩ cũng được mà. Chị hãy bình tĩnh lại. Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu tôi đi mà. Cứu tôi đi mà. Chị bình tĩnh lại đi chị. Linh ơi, má bình tĩnh đi con nói đã. Linh ơi, má liệt rồi Linh ơi. Đầu giờ chiều chúng tôi sẽ quay lại kiểm tra. Người nhà cố gắng an ủi tinh thần bệnh nhân nha. Dạ. Lát nữa chị ra quầy đóng tiền rồi lấy thuốc cho bác uống. Dạ, tôi sẽ ra liền. Hồi nãy má tỉnh dậy, má bước xuống giường, má không có cảm giác gì hết đó Linh ơi. Linh ơi, con cứu má đi. Má còn trẻ lắm, má không có muốn bị liệt đâu. Má, má không muốn tàn phế đâu. Con ơi, con cứu má đi Linh. Má nghe con nói đã. Con sẽ làm mọi cách để con cứu má. Nhưng có điều má phải bình tĩnh lại. Má hiểu không? Má không thể nào má bị liệt được đâu Linh ơi. Má không có không cảm đâu. Giác gì hết Linh không ơi đâu. Má. Má sợ má lắm Linh ơi. Bình tĩnh đã má. Má bình tĩnh lại đã. Bệnh nhân chưa bị liệt tủy hoàn toàn, tình hình vẫn có thể cải thiện. Bệnh nhân có thể vận động trở lại, tuy nhiên là không có được như trước. Dạ cảm ơn bác sĩ. Vậy thủ tục như thế nào? Tôi chưa nói hết. Đây là kỹ thuật mới, phải ghép tế bào gốc được tách chiết từ mô mỡ của bệnh nhân. Tuy nhiên là ở Việt Nam đang trong quá trình nghiên cứu. Dạ em không hiểu lắm. Tôi chỉ muốn đưa ra lời khuyên thôi. Nếu gia đình có điều kiện thì hãy đưa bệnh nhân qua Thái Lan hoặc là Singapore. Bên đó người ta đã áp dụng kỹ thuật này từ lâu và tỷ lệ thành công này sẽ cao hơn. Vậy bệnh viện của mình không thể sử dụng kỹ thuật này được hay sao? Như tôi đã nói, ở Việt Nam đang trong quá trình nghiên cứu. Giả lại, muốn tham gia quá trình, thủ tục rất là phức tạp. Cảm ơn bác sĩ. Không sao đâu má, sẽ trị khỏi thôi mà. Thiệt hả con? Má không sao hả con? Dạ. Má không sao thiệt hả con? Lạy trời lạy Phật phù hộ cho con hết bệnh. Lạy trời Phật phù hộ cho con hết bệnh. Con cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật.
Tôi hả? Dạ. Lo đi làm công việc đi. Dạ. Đi đi. Dạ. Em vô đi. Thì ra chuyện là vậy. Nếu như ông giúp đỡ tôi, tôi sẽ mang ơn ông suốt đời. Tôi cần người khác mang ơn để làm gì? Tôi cần điều gì đó thiết thực hơn kìa. Vậy ông cứ nói ra đi. Bất cứ điều kiện nào tôi cũng chấp nhận hết. Em có chắc không? Ông có thể thử mà. Đừng nghĩ tôi là loại đàn ông thiếu thốn tình cảm đến mức phải bỏ tiền ra để giải khuây. Và một khi em đã tới đây nhờ vả tôi, tôi muốn thấy một thái độ khác kìa, chứ không phải gương mặt cao ngạo của em bây giờ đâu. Tôi xin lỗi. Cả cái cách xưng hô nữa chứ. Em xin lỗi. Chỉ có ông mới giúp được em. Có bộ lần này em chấp nhận tất cả thật. Được thôi, tôi sẽ giúp em tất cả mọi chi phí thủ tục. Tôi sẽ kêu thằng Khoa lo. Nhưng tôi sẽ có một điều kiện. Tất nhiên rồi. Ông nói đi, em nghe đây. Làm vợ tôi nha. Cái gì? Cứ từ từ. Em có thể từ từ suy nghĩ. Như tôi đã nói, tôi thích sở hữu những gì đẹp đẽ. Và tôi yêu em. Em sẽ có được cuộc sống như em ao ước. Tôi đã nhìn thấy sự thèm khát đó trong đôi mắt của em. Có bao giờ em tự hỏi tại sao em lại cứ khao khát, trong khi thực tế thì chỉ cần đưa tay lên là em có thể nắm bắt được tất cả. Xem ra tôi đâu có còn lựa chọn nào khác. Có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Cố gắng, đừng lựa chọn sai. Tôi chấp nhận. Nếu ông giúp tôi,
thì sau đó tôi sẽ cho ông mọi thứ ông muốn. Không không, phải nói ngược lại. Chúng ta sẽ làm đám cưới trước, rồi tôi sẽ làm theo tất cả những gì em muốn. Khi chưa cho đi thì em không thể nhận về được. Được, ông sắp xếp nhanh đi. Nhưng tôi muốn nói cho ông biết, cái gì mua được bằng tiền thì đều có hạn sử dụng của nó. Thuốc này thuốc gì mà ngày nào cũng phải uống hết trơn vậy con? Cái này là thuốc bổ. Má đang bị chấn thương ở bên trong thì phải uống cái này thì mới có sức đề kháng. Mai mốt mới có sức mà mổ thì chân má mới lành được. Má không được nhìn thấy con làm cô dâu, má không được giữ đám cưới của con. Má chưa khỏe mà, bác sĩ cũng không có cho má xuất viện đâu. Với lại con nghĩ cô không có lễ lạc gì lớn, mai mốt đưa hình cưới cho má xem là được rồi. Má xin lỗi con. Con mới phải xin lỗi má. Trước giờ con hỗn hào với má quá chừng. Tại vì hai má con của mình khắc khẩu mà. Mà tại má cũng không có ra gì, giờ mới hại tới con. Má có làm gì đâu mà má hại con. Giờ con có chồng giàu, con sướng thân con chứ có sướng ai đâu. Nhìn con ai nói con 21 tuổi. Cái gì cũng phải tự lo. Nhiều khi má nghĩ má giống con của con hơn là má của con. Má nói cái gì vậy không biết nữa. Thôi má đừng có nói nữa. Bây giờ má nằm xuống má nghỉ đi. Rồi đám cưới xong cái con với má đi qua Singapore chữa bệnh. Tự nhiên hai má con mình được đi du lịch sướng quá rồi còn gì nữa. Cầu ơn trên phù hộ cho con đi đứng được bình thường. Má, con nghĩ mày một đám cưới xong con sẽ xin ổng cho má một căn nhà nhỏ. Chắc ổng không từ chối đâu ha. Hồi đó thì má mơ như vậy. Má mơ con có chồng giàu, con mua nhà đẹp cho má ở, con đưa thật nhiều tiền cho má để má chảnh với mấy con mẹ hàng xóm. Bây giờ thì cầu được ước thay. Mà sao má không vui chút nào hết? Sao vậy? Nhìn con vậy sao má vui được hả Linh? Con có báo cho thằng Triệu nó biết chưa? Hôm nay em không vô bệnh viện hả? Lát nữa em vô. Em có chuyện muốn nói với anh. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Anh vừa được nhận làm chính thức cái chỗ thực tập rồi. Và từ nay về sau anh sẽ ít đi làm thêm lại. Vậy thì anh sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn. Sao vậy? Làm cái gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Thôi được rồi, em muốn nói gì thì nói đi. Em muốn chia tay. Em đang giỡn với anh đúng không? Xem chút xíu nữa là anh bị em gạt rồi. Em không giỡn với anh. Em cũng không gạt anh.
Em nói thiệt đó. Em nói vậy là sao? Có chuyện gì xảy ra? Em nói cho anh biết đi. Em sẽ lấy chồng. Lấy ông Quảng. Nãy giờ em nói cái gì? Anh hoàn toàn không hiểu gì hết. Ông Quảng ra điều kiện là nếu như em lấy ổng thì ổng mới cho tiền để em đưa má em đi phẫu thuật. Em đang làm cái trò gì vậy? Em nghĩ là mình đang bán mình chuột chai giống như Thúy Kiều vậy hả? Anh xài xẻ em như thế nào cũng được. Em gặp anh chỉ để thông báo vậy thôi. Nhưng mà em cam chịu như vậy sao? Anh cũng biết là trong lòng em không hề muốn điều đó mà. Em không muốn. Em không muốn thì không ai có quyền ép buộc em được hết. Anh biết tính em quá rõ mà. Đừng có ngụy biện nữa. Nhưng mà anh cũng biết rõ hoàn cảnh của em. Em cần tiền để đưa má em đi phẫu thuật. Cần tiền để đưa má em đi phẫu thuật hả? Tiện lợi quá ha. Cái này gọi là duyên phận. Còn người ta không định đoạt được đâu anh. Em vẫn còn quyền chọn lựa mà. Em đã chọn rồi. Em đừng để anh coi thường em. Em đang suy nghĩ gì và em muốn làm gì thì bản thân em là người hiểu rõ nhất. Đừng viện cớ là vì mình muốn cứu người này hay muốn sống vì người khác nữa. Thực sự em đừng làm ra vẻ giống như mình bị ép buộc. Đừng cố tỏ ra vẻ đáng thương trước mặt người ta nữa. Phải. Anh hiểu rõ về em. Anh hiểu rất đúng về em. Trong cuộc đời này em không thể nào mà sống chỉ bằng mơ ước được nữa. Em mơ ước được làm việc ở tòa nhà cao tầng. Em mơ ước có nhà, có xe. Em không muốn đến một ngày nào đó, nhiều năm sau khi mà em nhìn lại, em vẫn còn ngồi ở vỉa hè, ngẩng cổ lên mà mơ ước. Nhưng mà em yêu anh. Em yêu anh thật lòng. Nhưng mà không đủ để em chọn anh. Đừng khóc. Đừng khóc nữa. Anh cũng không muốn mất em đâu. Anh biết chuyện này một ngày rồi cũng sẽ đến. Em đi đi. Anh sẽ để cho em đi. Em cứ làm những gì mà em muốn. Em cứ đi đi. Từ nay về sau em không cần phải áy náy gì hết. Nhưng cũng đừng bao giờ đổ thừa cho số phận. Bởi vì tương lai là do em quyết định. Em có quyền chọn lựa mà. Có chuyện gì em phải nói thẳng ra với anh, để sau này không phải ân hận hay là dây dứt về bất kỳ điều gì nữa. Lương tâm người hỡi, không còn tình yêu, trái tim đành tan vỡ, không còn ai chung lối cô đơn cuối
giờ tan biến, phút giây mong bình yên hết thật rồi. Linh à, không có anh bên cạnh, em phải cố gắng sống tốt nha. Lòng sao cứ luôn u mê, vì sao con tim lại gian, vì sao con em rời ta không say lời dành cho qua xa. Hào nhoáng đưa lũ thiêu thân, chìm sâu vụng lầy tội ác, quãng đời còn lại say sưa là như vậy, cho nên anh ta rất là hận em. Rồi cả chuyện này nữa cũng là do anh ta và bạn của anh ta tìm cách hãm hại em, nên cứ mỗi lần nghĩ tới em đau lòng quá. Anh hiểu rồi, em yên tâm đi, từ đây về sau á, anh sẽ không nhắc mà cũng sẽ không hỏi bất cứ điều gì đâu. Anh sẽ bảo vệ cho em mà. Nhưng còn chuyện mà anh tới đây, em nghĩ chắc cũng không có tiện đâu. Tại vì bây giờ nếu như công an nghĩ em là nghi phạm thì họ sẽ tới đây theo dõi em thường xuyên. Rồi anh cứ tới lui ở đây hoài thì... Không có sao đâu. Anh ra đường á là đeo khẩu trang, tới đây á là anh chạy thẳng vô hầm rồi bấm thang máy lên đây, không có ai biết đâu. Nhưng em nghĩ như vậy cũng không có tiện lắm đâu. Hay thôi, mình cứ gặp nhau ở tiệm hoa đi, cứ coi như là hai bạn hàng bình thường. Để mẹ con em một mình ở đây á, anh không yên tâm một chút xíu nào hết. Linh à, em biết là anh đã dành hết tình cảm cho em mà, phải không? Em biết tình cảm của anh dành cho em chứ. Nhưng mà bây giờ không có được anh à. Tại sao lại không? Anh đã vì em á mà cay mang với công an, vậy mà em không có chút tình cảm nào với anh hả? Em có tình cảm với anh chứ. Nhưng mà bây giờ em còn có quá nhiều điều phải lo, anh hiểu không? Em có tình cảm với anh, em cũng yêu anh mà, phải không Linh? Nhưng mà nếu như anh thương em, cho em thêm thời gian được không? Thôi bây giờ, tới giờ em phải đưa bé Thỏ qua bên nội rồi. Có gì em gọi cho anh sau ha. Vậy à, tối nay anh sẽ gọi cho em nha. Anh đi nha. Chồng. Chồng đang làm gì đó hả? Làm cái gì anh... mà mờ ám, vợ kêu cái giật mình dữ vậy hả? Làm gì đang nghi như Tào Tháo vậy?
Thì anh đang suy nghĩ công việc ở trong công ty. À, anh hai có nói với em rồi. Đợi khi nào ba về, rồi em sẽ nói với ba cho anh vô công ty làm lại. Vậy đi nha. Còn nếu không, qua công ty xây dựng phụ với em. Không phải cái chuyện đó đâu. Cái chuyện anh tính kể cho em nghe là cái chuyện của ba kìa. Anh không biết có nên nói cho em nghe không nữa. Chuyện gì vậy? Nói em nghe đi. Nhanh. Mà không nói chuyện này cho ai nghe nghe chưa? Được rồi anh nói đi. Thì cái chuyện của ba đó, ba với con nhỏ ở trong công ty á, ba còn định cưới nó làm vợ nữa đó. Cái gì? Là đứa nào? Thì con Linh thư ký đó. Được rồi, để em đi nói chuyện với ổng. Nè vợ. Đừng có nói là anh kể nha. Ba mà nghe được là ba tống cổ nó khỏi công ty luôn. Đúng đó. Rồi, khỏi dặn. Cậu coi cái này kỹ lại giùm con. Ba định giấu cô tới chừng nào đây? Thằng chồng ngu dốt của con đã học lại cho con nghe hết rồi hả? Từng tuổi này mà ba còn lấy vợ, lại lấy một đứa mới 20 tuổi đầu. Nó còn nhỏ hơn con nữa ba à. Thanh à, có gì từ từ nói. Anh nữa, cả anh cũng giấu em. Ngoài thằng chồng của con ra, mọi người trong nhà này không ai có bổn phận phải nói cho con biết hết. Đừng nói gì đến chuyện giấu giếm. Con sẽ không để ba làm vậy đâu. Nếu mà lấy đứa con gái đó, coi như ba không có đứa con gái này. Thanh, con dừng lại đi. Thanh. Không, con sẽ không để ba làm vậy đâu. Con có thôi đi không? Dừng lại. Làm gì vậy? Ba định đánh con. Ba muốn đánh con sao? Con nghe đây, ba đã chấp nhận cho con cưới cái thằng chồng hạng bét đó vì ba thương con. Ba cho con những gì con muốn, vì con là con gái của ba, không phải vì ba sợ con hay có nghĩa vụ phải chiều lòng con. Con nghe rõ chưa? Vậy ba có muốn trở thành kẻ thù của con không? Từ nhỏ tới lớn, ba chưa từng ngăn cản con chuyện gì. Con không thể một lần đối xử lại với ba như vậy được sao? Từ trước tới giờ, chuyện trăng qua của ba bên ngoài con không để tâm. Vì con biết ba chỉ qua đường với họ thôi. Khi trở về nhà, vị trí quan trọng nhất trong lòng ba cũng chỉ có con. Nhưng còn lần này, cưới sao? Ba nghĩ một đứa con gái mới 20 tuổi đầu có tình yêu với ba sao? Ba có suy nghĩ là nó nhìn vô cái gia sản này hay nhìn vô ba không? Dĩ nhiên là ba có suy nghĩ. Ba gây dựng sự nghiệp này từ hai bàn tay trắng. Con cho rằng ba có thể trở nên ngu muội ở từng tuổi này sao? Vậy sao ba còn muốn cưới nó? Những gì ba thích thì ba muốn cho bằng được, chỉ vậy thôi. Còn gia sản này, nó sẽ thuộc về con và thằng Khoa, không mẻ một đồng nào đâu mà lo. Được, con với anh Tân sẽ dọn ra ngoài.